Ở một cuộc đọ sức đáng chú ý khác, đội bóng vừa khiến Shamrock Rovers phải ôm hận là Dundalk cũng sẽ thi đấu ở lượt trận này và đối thủ của họ là Swinburne. Với màn trình diễn thuyết phục sau chiến thắng vừa rồi, thầy trò huấn viên O'Donnell đang rất được kỳ vọng sẽ tiếp tục có kết quả tương tự để củng cố vị trí thứ hai với 37 điểm sau 19 trận như đang có. Trên thực tế, không chỉ riêng chiến thắng vừa rồi mà xuyên suốt từ cuối tháng 4 đến nay, Dundalk đã duy trì được sự ổn định về phong độ của mình với mạch 8 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 7 chiến thắng. Hơn hết là về mặt thực lực, thầy trò huấn viên Stephen O'Donnell ăn đứt đội bóng mới trở lại hạng đấu cao nhất Ireland như Swinburne. Tuy nhiên thì vẫn có những yếu tố tạo ra lo ngại cho Dundalk ở cuộc đọ sức sắp tới, cụ thể đây chính là việc họ sẽ làm khách. Cần biết rằng thành tích mà thầy trò huấn viên Donnell đạt được cho đến lúc này chủ yếu có sự góp sức từ yếu tố sân nhà. Còn trên sân khách, họ vẫn chưa tạo được độ tin cậy khi từ đầu mùa mới chỉ giành được 2 chiến thắng sau 9 trận. Bên cạnh đó, sự khó chịu còn đến từ phía bên kia chiến tuyến khi mà Swinburne tuy không được đánh giá cao vì vị trí của một tân binh, nhưng họ vẫn sở hữu những yếu tố có thể gây ra khó khăn cho Dundalk. Cụ thể về mặt thành tích, tuy mới trở lại hạng đấu cao nhất Ireland nhưng thầy trò huấn viên Damien Duff đã chơi khá tốt để có được 24 điểm sau 19 trận cùng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Về phong độ trước cuộc chạm trán sắp tới, tuy vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp nhưng cả 2 trận này Swinburne đều phải chơi trên sân khách, nơi mà họ đã không có phong độ tốt thời gian trước đó. Còn tới đây khi được trở về sân nhà, nơi chứng kiến thành tích toàn thắng cả 3 trận gần nhất, rõ ràng sân bãi cũng là yếu tố có thể giúp tạo ra khó khăn cho đối thủ. Thêm nữa, những diễn biến trên sàn giao dịch châu Á cũng làm gia tăng lo ngại cho Dundalk khi nhà cái chỉ xếp kèo hòa được thua. Nên nhớ những lần hành quân đến Tonka Park gần đây, họ thường xuyên được xếp trên trước đối thủ, kể cả lần gần nhất vào hồi đầu tháng 3 cũng chấp 1/4 trong điều kiện phong độ đang bất ổn. Với điều kiện như hiện tại, việc nhà cái chỉ xếp kèo như trên rõ ràng là không thể hiện được vị thế của thầy trò huấn viên Stephen Donnell. Chính vì những đặc điểm như thế nên sẽ khó mà đặt niềm tin cho vị khách ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng, với mức kèo chỉ được niêm yết là 2/1/4, đánh giá cho khả năng xuất hiện kịch bản tương bừng lưới zoom cho cuộc đọ sức này là không cao. Bất chấp việc hàng công cả hai đều có màn trình diễn tích cực và hiệu quả trong quãng thời gian vừa rồi, vì lẽ đó nên mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn trong hoàn cảnh này.